xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì hiện tại ba Michael đang có mặt ở đây, đó là ngã tư Phú Định, đường Nguyễn Nhân Luân với đường Hậu Giang. Địa chỉ là 541 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6. Giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với ba Michael đi dạo sáng ngày Sài Gòn. Bây giờ là 7:40, cuộc sống Sài Gòn buổi sáng. Sắp tới đây bắt đầu ba Michael chuyển sang mà quay buổi chiều tối á, thì bắt đầu là bà con cô bác sẽ thấy cuộc sống Sài Gòn buổi tối. Sáng nay đi ra ngoài đường thấy nước ngập lên láng luôn, chắc là do chiều cường lên đó bà con. Có nhiều người ta ngồi uống cà phê mà cái chân nhúng dưới nước luôn. Nhiều người ba mẹ còn thấy ngồi ghiền cà phê dữ dội luôn á, ngồi uống cà phê mà chân ngâm trong nước á, mà nước cấm thú bắt à. Để mà một nhóm người ngồi vẫn ngồi, giống như cái nơi đó là cái nơi mà thân quen của họ hay sao á, nắng mưa hay là cái gì đó ngập nước gì kệ đó, cái chỗ đó tao ngồi là tao ngồi thôi, lội nước uống cà phê. Rồi bên tay phải đây hồi xưa đó là post Nguyễn Văn Tố, post cảnh sát. Cái nhà có gì đó mà. Còn cầu này là cầu Hậu Giang. Đường này đường Minh Phụng nè, quẹo phải là mình đi về cầu Bình Tiên, còn ba mày cầu quẹo trái là đi về chợ Cây Gõ. Ngay góc đường này có cái tòa nhà chung cư luôn á. Đường này ba mày cầu không biết chung cư gì, chung cư thấy đường Hậu Giang. Chung cư này hồi xưa nó là cái trường học, trường Quốc Việt. Bên tay phải đây là trung tâm văn hóa Hậu Giang, hồi xưa đây là rạp Hồng Liên. Con đường Hậu Giang này là phố ẩm thực đó bà con. Bên đây phải là đường Vũ Đình nè. Đường Vũ Đình này người Hoa ở cũng nhiều lắm bà con. Bà mày có thấy bún chua cây ở Macau nè, chắc người ở đây chắc từng ở Macau cho nên giờ về đâu bán bún Macau. Khu này cộng đồng người Hoa nhiều lắm nha bà con, nói chung là đa phần người Hoa luôn. Bà con của bác mà muốn học tiếng Hoa nhanh chóng đó, bà con của bác vô đây mua căn nhà ở đây
ở đây thôi là tự động biết nói tiếng Hoa. Thú vui của những người già đó bà con bác thấy không? Một cái bàn cà phê ngồi lại ngồi nói chuyện với nhau. Ở đây cũng vậy nè, sáng ra làm ly cà phê. Ba mẹ cậu nghĩ chắc mai mốt ba mẹ cậu già chắc ba mẹ cậu cũng vậy á. Tuổi già thì lúc đó đâu còn phải làm việc gì đâu bà con, mà lúc đó là đi kiếm bạn ha. Mới cho nên người ta thường hay gọi là mấy ông bạn già á. Già rồi thì cái thời gian nó ngược lại với trẻ. Ngẫm đi ngẫm lại ba mẹ cậu thấy giờ ba mẹ cậu cũng thuộc tầng lớp sắp bước vào cái tầng lớp Đinh Hòa Bắc Đức Huệ. Mấy bé này đi đâu rồi ta? Trường tiểu học. À, ngày mai con của ba mẹ cậu nó cũng đi chơi. Mai tụi nó đi Bến Nhà Rồng, nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đó bà con. Sắp sửa tới rồi nè. Hình như ba mẹ cậu nhớ không lầm, hình như là nói không biết nói đúng không nữa. Nhưng mà ba mẹ cậu nhớ là đâu đó khoảng tháng 6 bà con. Không nhớ nha, cái này không nhớ thiệt. Nhưng mà ba nhớ nói có sai có trật thì bà con bác cũng đừng có rầy nha. Tại tự nhiên đục sực có nhớ thì không nhớ. Nhưng mà mấy cái ngày, tại vì sợ bà con bác chê ba mẹ cậu mấy cái ngày đáng nhớ mà lại không nhớ thì tội ba mẹ cậu, mà thật sự là nhớ mang máng thôi. Nói không biết thì còn không đúng. Ba mẹ cậu nhớ không lầm là ngày 5 tháng 6 á. Ngày 5 tháng 6 là cái ngày mà bác ra đi, bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước á. Nhớ đó, ba mẹ cậu nói trước nha, tại sực cái nói liền cái không biết là có chính xác hay không thôi. Bà con bác nào thấy ba mẹ cậu nói sai và con bác sửa lại giúp ba mẹ cậu. Đó, nhưng mà ba mẹ cậu nhớ là vậy á. Vào cái những ngày đầu tiên của tháng 6 là bác đã đi xuống Bến Nhà Rồng lên chân tàu để ra đi tìm đường cứu nước. Rồi ở đây là con kênh Hàng Bàng nè. Kênh Hàng Bàng này thì bây giờ bị san bằng hành san phẳng rồi nè. Đó, tất cả ngôi nhà bà con bác xem nè ha. Đó. Năm 21 là nơi đây là trở thành công viên. Đó. Công viên hai bên bóng mát cây xanh, ở giữa là dòng sông. À, trả lại cái hiện trạng. Ở dưới nơi đây hồi xưa toàn là nhà không á bà con á ha. Ôi giờ người ta đào cái gì lên dữ vậy trời. À, chắc ta móc cống á bà con. Đó, cái dòng kênh nó bị đầy nghe cái nỗi mà giờ người ta móc lên nè. Hả bà con bác không? Trời ơi, người ta móc lên thôi mà đất sình lầy phải gớm bên dưới cái dòng sông á. Bây giờ người ta phải nạo vét để cho nó khơi dòng lại nha bà con. Hả bà con bác thấy không? Ở dưới cái dòng sông đó mà rác rến mà nó đóng đen kẹt vậy đó. Sài Gòn bây giờ trời mưa gió cái là lầy lội. Đây là chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây này ba mẹ cậu nhớ đó, đâu đây có tên tiệm mì tàu ngon lắm mà con.
Cái ngân hàng Việt Tinh Băng này hồi xưa nó là cái gì bà con có bác biết không ạ? Có các cô chú anh chị và các bạn nào biết xin nhắc giúp bà Mì Cồ với. Đây là chợ Bình Tây. Đây ba mấy cô thấy đa phần là bán đồ khô, ở bên ngoài là đồ khô, mà thấy nhiều người mua lắm. Còn trước mặt bà con cô bác hồi xưa đó có một cái vựa mía, đó bà con cô bác ơi, toàn bộ những cái căn nhà ở đây bị đập hết rồi nè bà con, à đập hết rồi, giờ đi hết rồi, à tháo cửa kia cửa sổ rồi ôi nó sang bằng hầm địa luôn, máy xúc mấy đồ cũng hốt hết rồi đó, vậy là đập hết luôn rồi bà con đó, đó vậy đây vậy hết rồi nè bà con. Thôi xong đập hết rồi mang đấy đó, vậy mai mốt cho nơi đây trở thành cái công viên giống bên kia. Trời ơi đập nữa nè bà con, nó có bác xem đó. Vậy cuối cùng á, cuối cùng cũng về đi rồi đó. Đấy bên kia mà mai mốt mà đập về đi là nó sẽ giống như bên đây nè bà con đó, bên đây hồi xưa cũng nhà giống vậy á nè bà con, có bác xem kìa à. Rồi sẽ trở thành một cái công viên bãi cỏ giống như bên đây. Rồi đập tan nát hết trơn rồi các bà con. Đó, bà con bắt xem. Mình nhìn qua bên đây mình nhìn ngược lại thấy nó nguyên cái khu của nó luôn. Đây là một cái góc cuộc sống của người Hoa Chợ Lớn nha bà con đó, họ buôn bán nhỏ lẻ như thế này nè đó. Đây là con đường Phạm Đình Hổ. Hồi xưa đây là cái cầu nè, cầu này cầu Phạm Đình Hổ ở đây luôn rồi đó. Ba mấy cô thấy người ta đang nạo vét cái dòng sông này nè bà con, cái dòng kênh này rác rến dữ quá trời luôn, chất như núi. Tiệm mang Nam Long, cái tiệm nó thấy giống như tiệm cổ ha, nguyên một cái khu căn nhà mà nằm ngay trung tâm mình luôn đó bà con. Tiệm này mà hồi xưa mà có nhà vậy chắc cũng già giàu đó bà con, bác thấy không, ngay góc đường luôn mà một cái mặt bằng bự lắm chứ không phải nhỏ đâu đó.
Rồi bên đây là Hồng Lợi Nam. Hồng Lợi Nam cũng nổi tiếng nhất khu này. Ở đường Võ Văn Kiệt có cái Hồng Lợi Nam chuyên bán mấy cái đồ giá rẻ. À, cái chỗ Hyundai Thành Công nè bà con có bác còn nhớ không? Hồi xưa nó từng là cái một cái nhà hàng ăn đó bà con. Nhà hàng nó giống như là gì? Làng nướng Nam Bộ bà con. À. Còn bên đây phải, bên đây nè, cái khu này người ta gọi là khu đệ nhất nè. Khu này là khu đệ nhất. Tại vì đó nó có cái đệ nhất chợ lớn ở đây. Còn cái chợ này người ta gọi là chợ Súp Vôi. Tới mùa giải rồi bà con. Cái mùa này là cái mùa xịn nhất, xịn sò nhất ở Việt Nam nha bà con. Trái cây nhiều lắm. Không hiểu sao ở Việt Nam sao tự nhiên nó đến mùa này cái là trái cây rộ lên. À, có chôm chôm nè, có măng cụt nè. Đó. Chôm chôm là 50.000, giải 50.000. Bơ đó nè, trời ơi. Bà con có bác thấy không? Mùa này tự nhiên nó quá trời luôn. Bà con bác ăn trái cây rồi nhớ ra đây nha. Ừ, tha hồ mua, tha hồ lựa. Ừ, măng cục nha, nhớ mua măng cục ăn 60.000 ký. Đó. Ba mày còn đi, ba mày còn cập nhật giá trái cây ha. Nhãn hộp tiêu 35.000 ký. Măng cục có chỗ bán 65.000 ký. Đó. Đó, những cái món mà coi như là không biết mình bà con bác có mấy cái món này chưa. Không biết cái nơi của cô bác làm măng cục có giá nó có giống như đây không? 65.000 ký, 60. À, 60, 65. Dừa lưới. Ba bà gò thích mấy cái chỗ mà bán mà có để giá cả vậy nè bà con. Không hiểu sao chứ ai thích mua kiểu trả giá chứ ba bà gò thích mua kiểu mà có giá sẵn hẳn hồi rồi. Mình thấy hợp lý thì mình cứ vô mình mua thôi. Đó, dưa lưới 25.000, có chỗ bán 40. Lê 25.000. Đó. Bà con cô bác có thể so sánh giá với cái chỗ mà bà con cô bác đang sinh sống ha, để coi nó có trình. Trời ơi, bơ còn có 15.000 ký à. Ôi ôi, quá rẻ. Rẻ quá xá rẻ. Rẻ không ngờ luôn. Rồi đây là chợ gà. Trời ơi, ở đây làm gì kẹt xe vậy? Bên đây phải này hồi xưa là cái cô di viện nè bà con. Ủa đây sao xe đông dữ à. Quá trời luôn trên kia kìa, xe đông nghe kìa. Không hiểu tại sao đông nghe. Quá trời phá đất rồi. Thấy đầu người không á bà con. À. Mà mình chạy tới nó đâu có đông đâu bà con. Mà sao trên đó nó ùn xe ghê ha. Đó bà con quán nhìn phía trước kìa. Ba mình còn quay xéo xéo nha. Chứ không thôi có một cái kênh đi chuyên bắt bản quyền ngay đoạn đường này.
rảnh lắm.